không chỉ cam kết 100% sinh viên ra trường sẽ có việc, mà Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam còn tích cực tìm hướng đi mới trong hợp tác quốc tế, mở rộng, tăng cường liên kết với đối tác các trường đại học có uy tín của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand để sinh viên có cơ hội thực tập, du học, tìm kiếm việc làm. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Các hợp đồng liên kết trao đổi sinh viên, liên kết đào tạo đã được ký kết là nhịp cầu chấp nối, chấp cánh ước mơ cho sinh viên tiếp cận tri thức, khoa học trong khu vực và thế giới. Giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong chương trình tư vấn du học vừa làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Hiệu trưởng, Tiến sĩ Lê Đại Hùng cho biết. Điều kiện mà đi du học tại Nhật Bản thì em biết rồi là chúng ta phải có N5. Đúng không ạ? Điều kiện thứ nhất là ta phải có N5 tiếng Nhật. Cho nên là chính vì như thế cho nên là các em được học miễn phí thì thầy đang thông báo cho bộ phận các thầy cô quản lý chủ nhiệm các lớp miễn phí là cứ khi nào mà dạy mà cảm thấy các em đạt đủ cái trình độ N5 thì cho các em thi chứng chỉ N quốc tế. Vì bắt đầu từ khóa K5 2020 là Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam sẽ có những các cái đầu ra về điều kiện bắt buộc của các em khi tốt nghiệp trường phải có N5 tiếng Nhật hoặc là TOEFL 2 tiếng Hàn hoặc là IELTS về tiếng Anh hoặc là chứng chỉ 1 A1 tiếng Trung. Đấy cho nên là sẽ có những các cái điều kiện đấy cho nên là các bạn phải bắt buộc phải học. Chúng ta học tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam từ 5 tháng đến 1 năm ngành điều dưỡng. Xong chúng ta sang Hàn Quốc, chúng ta sẽ học tại trường Hàn Quốc 1 năm học tiếng và 1 năm học chuyên ngành điều dưỡng nữa là chúng ta đi làm việc tại Hàn Quốc luôn. Và các bạn biết rồi, với cái ngành này thì ra trường là mức lương khi làm việc tại đấy là rất là cao, cũng phải từ 50 đến 60 triệu một tháng. Đấy là đối với Hàn Quốc. Còn về với Nhật Bản thì trường mình cũng có ký với 1-2 trường về ngành điều dưỡng, tức là gọi là du học không đồng mà khi cô My vừa nói đấy. Tức là các bạn chỉ mất khoảng 80 triệu về chi phí ban đầu. Còn sang bên đấy là bên nghiệp đoàn của Nhật cùng với một trường bên Nhật, người ta kết hợp với nhau, người ta đào tạo cho các bạn chuyên ngành điều dưỡng. Các bạn được ở miễn phí, học miễn phí ở tại bên Nhật, không mất tiền học phí. Tức là gọi là người ta sẽ tạo điều kiện cho các bạn vay trước. Xong khi các bạn học xong thì các bạn ra trường, các bạn cam kết làm việc tại Nhật 5 năm. Để 5 năm, ví dụ các bạn làm mà lương 1 tháng mà được 50 triệu thì họ sẽ trừ đi cho các bạn, ví dụ như là 10 triệu hay là 5 triệu trong 1 tháng để các bạn trừ lui cái thời gian mà các bạn học học về chuyên môn điều dưỡng và học về tiếng ở bên Nhật. Đấy cho nên là khi đó các bạn được trừ như thế. Đấy cho nên là thầy cũng mong muốn là cái chương trình đấy cũng là chương trình dành cho những các em trong khoa điều dưỡng của nhà trường, mà các em mà không có điều kiện gia đình mà chỉ có mình tự vận động thôi thì các em đi cái chương trình đấy thầy nghĩ cũng rất là hay. Thế nên là nhà trường thì để trả lời là trường nào hơn hay đất nước nào hơn thì cái này với thầy thì so với châu Á thì Nhật Bản, Hàn Quốc thì hai đất nước đều tuyệt vời. Trong khuôn khổ chương trình du học vừa làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc năm 2020, ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc điều hành Học viện Nhật ngữ GAG với 15 kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật Bản đã có những chia sẻ thiết thực với sinh viên. Các bạn khi qua Nhật thì các bạn sẽ có quyền đi làm. Có nghĩa các bạn sẽ được theo quy định của chính phủ Nhật Bản đối với các bạn du học sinh là chúng ta đi làm một tuần không quá 28 tiếng. Còn đối với kỳ nghỉ dài của các nhà trường như là kỳ nghỉ xuân này, nghỉ đông này, nghỉ thu này, nghỉ hè thì các bạn sẽ có một ngày đi làm là 8 tiếng thì tính trung bình là một tuần là không quá 40 tiếng. Thì đấy là cái quy định về việc làm thêm tại Nhật Bản. Khi mà các bạn có tiếng thì chúng ta có quyền lựa chọn những công việc nhẹ nhàng hơn chẳng hạn hoặc dùng nhiều tiếng hơn. Nhưng mà ban đầu thì trung bình thì sau khoảng tầm 1 tuần hoặc 2 tuần là các bạn đã có thể đi làm được rồi, đó là ở bên phía trường thầy giáo. Còn một số trường khác thì có khoảng 1 tháng hoặc 3 tháng tùy từng trường.
Được biết, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã sang thăm và làm việc, ký kết hợp tác với nhiều trường đại học tại Hàn Quốc như Đại học Đông Giang, Đại học Catholic Kwangdong, Đại học Singu, Đại học Gimhae, Đại học Hanin, Đại học Kunyang. Trong đó, Đại học Tổng hợp Đông Giang là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu tại Hàn Quốc. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tiến hành ký biên bản hợp tác và ủy quyền tuyển sinh tại Việt Nam với Trường Đại học Tổng hợp Đông Giang.